với tổng diện tích là 4.400 m² và hiện trạng là đất cây lâu năm. Thửa đất này đã tách thửa ra được 37 nền thì hiện tại đang ra sổ riêng rồi. Đường đan đường xe ô tô vào được, cách quốc lộ 1A chỉ 1 km thôi và cách Sài Gòn có 46 km. Hiện tại toàn bộ thửa đất này bao gồm 37 nền này cần chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư mới. Thửa đất thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, kính thưa quý vị. Dạ, mến chào quý vị cô chú và anh chị. Và lời đầu tiên thì em xin chân thành cảm ơn quý vị cô chú và anh chị đã xem và đã đăng ký ủng hộ kênh của anh trong suốt thời gian qua. Em xin kính chúc quý vị cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt nha. Dạ, và vừa rồi cũng là thông tin thửa đất cần rao bán, kính thưa quý vị. Thì hiện tại ở huyện Châu Thành, cách quốc lộ 1A, cách trung tâm huyện Châu Thành nó chỉ có 1 km thôi. Chúng ta đi đường đan 3,5 m, xe ô tô đi vào đến nơi. Thì hiện tại ở đây đang có là 4.400 m² hiện đất là hiện trạng nó cây lâu năm. Và chủ đã tách ra làm 37 sổ, kính thưa quý vị. Thì trong đó có một sổ là nền đôi, tức là chiều ngang 10 m. Thì trung bình mỗi một sổ ở đây á, mức chuẩn mức bình quân là 5 x 18, hiện trạng là cây lâu năm chưa thổ cư. Thì thửa đất của chúng ta nó nằm ở ngay cái góc đường đan này. Thì có hai hướng trước mặt và hướng rẽ phải thì chúng ta đi về quốc lộ 1A được hết, kính thưa quý vị. Thì đây thì đường xe ô tô đã vào đến nơi rồi ha. Thì hiện tại là chủ này là đầu tư là tách thửa thì trước tháng 9 năm 2019. Đối với ở Tiền Giang thì sau tháng 9 năm 2019 thì việc tách thửa là sẽ không được phê duyệt nữa. Thì chủ đã tách trước tháng 9 rồi, ở đây là tách hồi lúc tháng 7. Nên là những cái thửa đất mà tách thửa được như thế này thì ở Tiền Giang bây giờ rất là hiếm, kính thưa quý vị. Tại vì chủ này đầu tư tách chỉ đến vị trí là tách thửa thôi, chủ không có bán lẻ ha. Chủ tách thửa xong là chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư mới để nhà đầu tư mới bán lẻ. Đó, thì cái giá là vì là giá đầu tư nên là quý vị cô chú và anh chị muốn biết giá thì vui lòng gọi cho em, tại vì em sẽ không báo giá ở trên đây, tại vì để cho quý vị cô chú và anh chị chúng ta mua xong chúng ta bán lẻ rồi thì em sẽ mới báo giá. Đó, thì cái giá thì nói chung là cũng rất là mềm, kính thưa quý vị, rất là mềm ha. Quý vị cô chú và anh chị muốn tham khảo cái giá này, muốn đầu tư mua hết toàn bộ 37 nền này thì quý vị cô chú và anh chị vui lòng gọi cho em theo số 0987776287. Ở đây thì cách Sài Gòn có 46 km thôi và cách quốc lộ 1A là một cây số. Đó, cách trung tâm huyện Châu Thành cũng một cây số đó. Đây ra tới quốc lộ 1A là tới trung tâm của huyện Châu Thành. Ở đây thì rất là gần các khu công nghiệp Tân Hương rồi ha, kính thưa quý vị. Đó, công nhân ở đây rất là nhiều, nói chung là nhà nhu cầu những cái người dân á, người ta ít tiền, người ta có cái nhu cầu á là mua đất nền giá mềm mềm á để người ta cất nhà rất là nhiều luôn. Thì hiện tại á, ở đây có 37 nền. Thì trong đó là có một nền đôi ngang 10 m thì chủ sẽ tính luôn là 38 nền, kính thưa quý vị. Bình quân là 5 m ngang nhân cho 18 m. Đó, thì em một lần nữa xin lỗi quý vị cô chú và anh chị là em không báo giá từng nền ở trên này được ha. Và quý vị cô chú và anh chị các nhà đầu tư muốn mua lại thửa đất này vui lòng gọi cho em 0987776287. Thì cái giá cực kỳ mềm rồi, quý vị cô chú và anh chị mua đầu tư chắc chắn sẽ có lời. Ở đây thì xe ô tô đi vào được rồi, thì chúng ta vào đây thì đầu tư thêm chút đỉnh nữa thôi. Thì quý vị cô chú và anh chị quan tâm thửa đất này vui lòng gọi cho em ha, 0987776287. Em sẽ hướng dẫn quý vị cô chú và anh chị chúng ta xem đất. Về giá thì quý vị cô chú và anh chị vui lòng gọi cho em ha. Giá này là cái giá em báo kín để cho quý vị cô chú và anh chị đầu tư. Còn khi nào mà quý vị cô chú và anh chị mua xong thửa đất này thì khi mà bán ra thì em sẽ báo giá thực tế cho quý vị cô chú và anh chị. Tại vì đây là giá này là bán cho nhà đầu tư bán một lần, bán một lần hết thửa đất nên là không báo giá cho, không báo giá bán lẻ, kính thưa quý vị. Thì hiện tại cái khu nền này chưa bán lẻ luôn ha, chủ chưa có bán lẻ.
giấy tờ sổ hồng ra là mỗi một nền một sổ rồi. Trong này có một cái nền đôi ngang là 10m thì tổng cộng là 37 sổ, nhưng mà chủ tính là trung bình luôn là 38 nền. Quy cách là 5 x 18, hiện trạng thì còn cây lâu năm. Ở chính giữa cái thửa đất thì gia chủ đã đổ một cái con đường đan rồi, và trên bản vẽ có đường đan luôn, kính thưa quý vị. Thì quý vị cô chú và anh chị quan tâm thửa đất này vui lòng gọi cho em ha. Đây là giá đất để đầu tư nên em không có báo giá trên đây đó. Thì xung quanh này lúc trước thì người ta cũng phân nền rất là nhiều rồi, và những cái thửa đất mà còn lại, nói chung là cái thửa đất này gọi là còn sót lại á, không phải là người ta không muốn bán lẻ đâu, tại vì chủ á 38 nền nên là chủ không có muốn đi ký công chứng từng nền nên chủ không có đi, ký một lần thôi, người ta chuyển nhượng một lần cho nhà đầu tư mới đó. Thì thửa đất thì cũng đã được bơm cát hết trơn rồi, bằng phẳng rồi, chỉ việc là chúng ta lên thổ cư và bán, tiếp tục bán thôi. Ở đây lên thổ cư được, kính thưa quý vị, tại vì thì thửa đất này đã tách trước tháng 9 năm 2019 thì việc chúng ta lên thổ cư thì cũng bình thường ha đó. Thửa đất này đẹp, kính thưa quý vị, thì giá cực kỳ mềm luôn ha, em xin nhắc lại là giá cực kỳ mềm, giá cho nhà đầu tư mà nó lúc nào cũng phải mềm. Rồi đây là quy cách nền là 5 x 18 đó, thì đây là mức bình quân của những cái thửa đất ở trong này đã ra sổ hết rồi đó. Thì mỗi một sổ thì trung bình nó là 90m2, giá thì nó chung là cực kỳ mềm rồi, giá của cho nhà đầu tư, nên là các nhà đầu tư muốn quan tâm thửa đất này vui lòng gọi cho em ha, 0987776287, em sẽ hướng dẫn quý vị cô chú và anh chị chúng ta đi xem đất đó. Còn nếu quý vị cô chú và anh chị nói sợ lên thổ cư không được thì có thể là nhờ chủ hiện tại lên cho chúng ta một sổ ở góc cuối cùng của thửa đất ha. Rồi đến đây thì em xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú và anh chị, rất mong được gặp nhà đầu tư mới trong thửa đất này. Rồi em xin kính chào và hẹn gặp lại nha.